Mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của Trinh. Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mổ xẻ những cái sản phẩm đến từ một hãng mỹ phẩm của Anh có tên là Simple. Tiêu chí của hãng đó là sản xuất ra những cái sản phẩm mà có thành phần rất là dịu nhẹ, lành tính, phù hợp với da nhạy cảm và đặc biệt là với một mức giá vô cùng học sinh sinh viên. Khi mà về đến Việt Nam thì các sản phẩm của Simple chỉ có mức giá là trên dưới 100.000 thôi. Và đặc biệt là các sản phẩm của hãng thì có đầy đủ hết tất cả những cái bước từ tẩy da chết, rửa mặt, serum, kem dưỡng mắt, kem dưỡng ban ngày. Chinh nhớ là chỉ thiếu mỗi cái kem chống nắng thôi, nếu như mình biết không lầm. Nhưng mà ở Việt Nam thì nổi tiếng nhất là hai sản phẩm, đó chính là toner và light moisturizer. Đây cũng chính là hai sản phẩm mà Trinh yêu thích nhất cũng như là recommend với mọi người nhất. Bây giờ thì Trinh sẽ review cho mọi người những cái sản phẩm mà theo Trinh là cực kỳ đáng mua và những cái sản phẩm mà thật sự chưa có ấn tượng đối với Trinh lắm nha. Toàn bộ những cái sản phẩm mà Trinh review trong video ngày hôm nay thì mọi người đều có thể mua ở trên Shopee ha. Trinh sẽ để hết link bên dưới trong phần hộp mô tả. Tới Shopee thì dạo này Trinh có một cái thói quen mua sắm, đó là trước khi mà Trinh vào các cái trang thương mại điện tử lớn chẳng hạn như là Shopee nè hoặc là Lazada thì Trinh sẽ vào một cái ứng dụng hoàn tiền, đặc biệt là cái ứng dụng hoàn tiền mà có chính sách hoàn tiền tốt nhất tại cái thời điểm mà Trinh mua. Cho nên là dạo gần đây thì Trinh đang chuyển qua xài một cái ứng dụng hoàn tiền có tên là Cashback, tại vì em ấy có mức hoàn tiền cực kỳ cao luôn, nhất là đối với các đơn hàng mỹ phẩm thì mức hoàn tiền là lên đến 15-20% lận, và cái này là hoàn tiền thật 100% nha mọi người. Mà đợt cuối năm thì Trinh mua sắm siêu nhiều luôn, cho nên là sử dụng cashback thì Trinh cũng được hoàn về một số tiền khá khá để mình cảm thấy đỡ đau ví hơn. Cách dùng thì rất là đơn giản thôi, mọi người vào cái ứng dụng cashback của mọi người ha, sau đó thì mình sẽ kéo xuống bên dưới, mình thấy cái banner của chính cái trang thương mại điện tử mà mọi người muốn mua, chẳng hạn như là Shopee nè hoặc là Lazada, sau đó thì mọi người cứ click vào cái banner đó. Tiếp theo thì cashback sẽ chuyển hướng mọi người quay trở tới cái ứng dụng mua sắm mà mọi người thường hay dùng, Shopee, Lazada gì đó, rồi mình cứ tiến hành mua sắm và thanh toán bình thường thôi. Sau mỗi một đơn hàng thành công thì cashback sẽ hoàn một cái phần tiền cho mọi người và thông báo đầy đủ hết cho mọi người luôn. Có một cái tính năng đặc biệt mà Trinh thấy chỉ có ở cashback thôi là cái một ngày vàng thương hiệu. Khi mà mọi người mua sắm thông qua cái một ngày vàng thương hiệu ở trên cashback này nè thì mọi người sẽ được hoàn tiền mà không giới hạn mức tối đa luôn. Ngoài ra lúc mà buồn thì mọi người có thể lên cashback chơi game, vừa giải trí lại vừa nhận thưởng nữa. Về cái giao diện của cashback thì Trinh thấy nó rất là dễ thương mọi người, kiểu nó đơn giản gọn nhẹ mà không có bị rối, rất là dễ sử dụng luôn. Cho nên là đợt này Trinh sẽ hướng dẫn cho mẹ Trinh, một bà mẹ U60 mà nghiện shopping online, để xài cashback. Sẵn nhắc đến mẹ, nếu mà ở nhà mọi người muốn chỉ cho những người lớn ở trong nhà mình xài cashback thì mọi người cứ giải thích cái nguyên tắc hoạt động của cashback để cho người lớn ở nhà hiểu ha. Có nghĩa là khi mà mình mua hàng trên Shopee hay Lazada nhưng mà thông qua cashback thì Shopee, Lazada sẽ trả một cái phần tiền hoa hồng cho cashback để coi như là thù lao giới thiệu đơn hàng thành công từ mọi người đến với Shopee hoặc Lazada. Sau đó thì cashback sẽ lấy cái phần tiền mà mình nhận được đó chia lại cho tụi mình thôi, là sòng phẳng. Trên là mọi người mà giới thiệu cho ai xài mà kiểu cứ thấy là hoài nghi thì mọi người cứ giải thích rõ ràng như vậy để cho người ta hiểu. Với cả là những cái ứng dụng hoàn tiền mua sắm như là cashback, thực ra nó đã phổ biến ở trên thế giới từ rất là lâu rồi, chứ không phải là chỉ có Việt Nam mình đâu. Cho nên là về cái mức độ tin cậy thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Trinh sẽ để link bên dưới, nếu mà bạn nào muốn download cái ứng dụng cashback này thì chỉ cần click vào đường link thôi. Cuối năm này thì trên cashback còn có rất là nhiều cái chương trình ưu đãi khác, chẳng hạn như là viết review để mà nhận được voucher, thậm chí là Trinh thấy có cơ hội trúng được iPhone 12 luôn. Ok, thôi bây giờ tụi mình sẽ quay trở lại phần sản phẩm nha. Đầu tiên thì tụi mình sẽ bắt đầu với bạn toner. Đây là một trong những sản phẩm có thể nói là bán chạy nhất của Simple tại thị trường Việt Nam luôn. Về mặt thành phần thì bạn toner này chứa những cái thành phần xoay quanh vấn đề là làm xe khít lỗ chân lông nè, cấp ẩm, làm dịu, và đặc biệt là còn có một cái thành phần làm sáng, đó chính là niacinamide. Đầu tiên nói về cái khả năng xoay khít lỗ chân lông, đó chính là chiết xuất cây phỉ. Thì cây phỉ có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm, xoay khít lỗ chân lông, ngăn ngừa tiết dầu bừa bãi. Đây cũng là một thành phần khác là được ưa chuộng đối với các sản phẩm toner khác có trên thị trường. Tiếp theo là cấp ẩm, thì trong này có glycerin, làm dịu thì có chiết xuất từ hoa cúc và allantoin,
Trong này còn có provitamin B5 sẽ giúp phục hồi, làm dịu lại cái làn da bị kích ứng. Cuối cùng là thành phần mà Trinh cực kỳ ưa thích, đó chính là niacinamide, là một cái thành phần làm sáng, làm đều màu da, hỗ trợ điều trị mụn cũng như là xoa kích lỗ chân lông. Đây là một cái bảng thành phần đối với Trinh là khá đẹp, đặc biệt là đối với một cái mức giá ở Việt Nam thì chỉ có trên dưới tầm khoảng 100.000 thôi. Nên đây là sản phẩm đầu tiên mà Trinh highly recommend. Sản phẩm thứ hai đến từ Simple cũng một sản phẩm mà Trinh cực kỳ yêu thích và Trinh cũng có review rất là nhiều lần ở trên channel của mình rồi. Đó chính là bảng Light Moisturizer. Theo như Trinh nhớ thì Simple có kha khá các cái dòng sản phẩm dưỡng ẩm, cấp ẩm khác nhau. Nhưng mà đối với Trinh thì đây là một cái sản phẩm mà phù hợp với nhiều loại da nhất. Kể từ những bạn mà có da dầu, da thường cho đến những bạn mà có da khô như Trinh thì mọi người có thể layer nhiều lớp để mà lấy được một cái độ ẩm cần thiết nhất cho da của mình. Các cái thành phần cấp ẩm ở trong này thì có thể kể đến là glycerin và vitamin E. Làm dịu thì có provitamin B5, chiết xuất hoa cúc và allantoin. Trinh thấy là các sản phẩm của Simple hầu hết đều chứa những cái thành phần mà có khả năng làm dịu, chống kích ứng. Vì vậy nó được quảng cáo là rất phù hợp cho da nhạy cảm, thì điểm này vô cùng hợp lý luôn. Một thành phần khá là đáng chú ý đối với Trinh đó chính là lactic acid. Trinh không rõ là nồng độ lactic acid ở trong bạn này là bao nhiêu phần trăm, nhưng mà theo như Trinh nhớ trong bảng thành phần thì nó nằm ở khá phía cuối bảng, cho nên là nó sẽ không có một cái nồng độ khá là cao đâu. Theo như Trinh đoán là chắc tầm khoảng 2-3% thôi. Đây là một cái thành phần mà tẩy da chết hóa học. Nó sẽ tẩy da chết trên bề mặt da, làm cho lỗ chân lông được thông thoáng cũng như là làm sáng. Cho nên là đây là một sản phẩm mà không chỉ cấp ẩm mà nó còn có khả năng làm sáng da của mọi người nữa. Tuy nhiên dĩ nhiên là nó không phải là một cái kem dưỡng làm trắng nha, nó chỉ có hỗ trợ cái quá trình làm sáng thôi. Texture thì vô cùng dịu nhẹ, light moisturizer mà nó sẽ thấm rất là nhanh. Nhất là với các bạn da dầu thì Trinh nghĩ các bạn sẽ cực kỳ thích cái sản phẩm này luôn. Đối với da của Trinh là da rất là khô thì Trinh thường là sẽ sử dụng bảng này vào ban ngày hơn. Còn vào ban đêm thì Trinh sẽ sử dụng những cái kem dưỡng mà có texture dày hơn, cũng như là có thêm nhiều dưỡng chất một chút xíu, chẳng hạn như là chống lão hóa. Tại vì da vào ban đêm thì nó sẽ có một cái nhu cầu là cấp ẩm, phục hồi, chống lão hóa cao hơn là vào ban ngày. Này thì có một cái dung tích khá là to cho một sản phẩm kem dưỡng, và giá ở Việt Nam là cũng chỉ tầm khoảng trên dưới 100.000 thôi. Cho nên đây là một trong những cái sản phẩm kem dưỡng giá vô cùng học sinh sinh viên mà bất kỳ một bạn nào mới bắt đầu tập skincare trong lứa tuổi học sinh sinh viên này thì có thể cân nhắc chọn sản phẩm này. Nó rất là nhẹ chịu, nó cấp ẩm và nó không hề có những cái thành phần độc hại trên da của mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ đến phạm trù làm sạch đi. Thì trong đây Trinh có tẩy da chết nè, tẩy trang và sữa rửa mặt. Đầu tiên cái sản phẩm tẩy da chết của Simple thì có thể nói đây là một trong những cái sản phẩm mà Trinh ít thích nhất. Đầu tiên thì vì nó là một cái sản phẩm tẩy da chết vật lý. Thật ra thì đối với Trinh, tẩy da chết vật lý hay tẩy da chết hóa học á, thì còn tùy vào cái loại da của mọi người và nhu cầu da của mọi người. Đối với những bạn mà da quá nhạy cảm, dễ bị kích ứng và đang bị mụn nặng á, thì mọi người tuyệt nhiên là không nên sử dụng những cái thành phần tẩy da chết vật lý. Tại vì những cái hạt scrub, những cái hạt tẩy, nó là những cái hạt vật lý, nó ma sát ở trên da của mình thì nó sẽ dễ làm tổn thương cái hàng rào bảo vệ da. Đối với da của Trinh khi mà còn trẻ thì Trinh không có ngại sử dụng những cái dạng tẩy da chết vật lý, nhưng mà càng lớn tuổi hơn thì da của Trinh nó trở nên càng khô hơn cũng như là càng nhạy cảm hơn, nên là mình càng ngày càng hạn chế sử dụng những cái dạng tẩy da chết vật lý như thế này. Tuy nhiên đối với các bạn học sinh sinh viên khi mà da của mọi người đang ở một cái độ tuổi bị gọi là biến động do nội tiết tố rất là nhiều và còn tiết nhiều dầu nữa, cho nên khi mà mọi người dùng tẩy da chết vật lý thì nó có thể đem đến cho mọi người một cái cảm giác rất là sạch sẽ, rất là phê hơn và nhanh hơn so với những cái dạng tẩy da chết hóa học thông thường. Nhưng mà Trinh biết là hiện tại trên thị trường dưỡng da thì vẫn có một cái trường phái là tuyệt nhiên bỏ hết tất cả những cái sản phẩm tẩy da chết vật lý luôn. Nhưng mà đối với Trinh thì nó còn tùy vào cái nhu cầu da và cái phản ứng của nó trên da của mọi người để cho mọi người lựa chọn ha. Thì nói đến đây, bạn này là một tẩy da chết vật lý, nên bạn nào mà anti tẩy da chết vật lý thì có thể bỏ qua cái sản phẩm này. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở đó, trong này có một cái thành phần là dầu khoáng. Thì mọi người biết dầu khoáng là một trong những cái thành phần mà tụi mình đang rất là kiêng kỵ ở trong mỹ phẩm. Đọc tới bảng thành phần của sản phẩm này, thực sự Trinh cũng rất là confused, rất là băn khoăn tại sao hãng claim là những cái thành phần rất là nhẹ dịu, không chứa những cái thành phần độc hại, nhưng mà lại bỏ dầu khoáng vào trong một cái sản phẩm tẩy da chết như thế này. Cho nên đây có thể nói là sản phẩm mà Trinh ít yêu thích nhất cũng như là ít recommend nhất đối với tất cả mọi loại da.
Đang nói về chủ đề làm sạch á, thì ở đây mình còn hai sản phẩm, một bạn là nước tẩy trang và một bạn là sữa rửa mặt. Thì đây cũng là một cái combo làm sạch mà Trinh khá là recommend đối với tất cả mọi loại da luôn, kể cả những bạn mà da dầu, thậm chí là da khô của Trinh. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái bạn nước tẩy trang này trước đi ha. Thì Trinh thấy đây cũng là một trong những sản phẩm nước tẩy trang được khá là ưa chuộng ở trên Shopee. Tích của bạn này thì theo như Trinh nhớ là 200ml với một cái mức giá trên dưới 100.000 thì thật sự nó cũng rất là hợp lý thôi. Khác với thành phần thì Trinh ngoài những cái thành phần mà làm sạch đi ha, thì trong này có những cái thành phần mà Trinh nghĩ thật sự rất là tốt bỏ vào một cái sản phẩm tẩy trang như vậy. Đầu tiên đó là cái thành phần cấp ẩm là glycerin. Mọi người biết là tụi mình cần phải dưỡng da từ cái bước làm sạch. Tụi mình không nên sử dụng những cái sản phẩm làm sạch mà tẩy sạch quá mức. Như vậy thì nó sẽ làm da của tụi mình trở nên nhạy cảm hơn, khô hơn và dễ bị kích ứng hơn, rồi xảy ra những cái hiện tượng mụn cũng như là lão hóa. Vì vậy khi mà Simple bỏ vào glycerin cho một cái thành phần làm sạch tẩy trang như vậy thì Trinh thấy đây là một cái điểm rất là tốt. Ngoài ra thì trong bạn này còn có provitamin B5 là pentanol giúp làm dịu nè, rồi chiết xuất hoa cúc nữa, cũng là những cái thành phần khá là phổ biến trong các sản phẩm của Simple, vừa dưỡng rồi vừa làm phục hồi da, làm dịu da cho những ngày mà da mọi người bị kích ứng hoặc là mụn đỏ, sưng viêm. Tiếp theo trong bạn này có hai cái thành phần mà Trinh thấy thật sự rất đáng giá, đó là niacinamide và chiết xuất vitamin C ở dạng sodium ascorbate phosphate. Trinh khá là bất ngờ khi mà nhìn thấy cái thành phần này, tại vì trong một sản phẩm nước tẩy trang thì thường là họ sẽ không có bỏ những cái thành phần làm sáng như thế này. Tuy là nồng độ chắc là không nhiều đâu, đặc biệt là chiết xuất vitamin C thì nó cũng nằm khá khá ở phía sau bảng, nhưng mà đây cũng là một cái suy nghĩ rất là tốt. Nên là càng đọc về cái thành phần của Simple thì Trinh càng cảm thấy là những cái thành phần này nó thật sự rất là tốt và với một cái mức giá vô cùng phải chăng. Về độ làm sạch của bạn nước tẩy trang này thì nó có thể nói là ở mức trung bình, nó sẽ không có làm sạch hẳn những cái ngày mà mọi người dùng makeup nặng, mascara hay là son waterproof. Đối với những cái loại makeup nặng đô như thế này thì mọi người cũng nên sử dụng những cái một là nước tẩy trang nó ở dạng bi face, tức là nó có chứa cả dầu và cả nước thì nó sẽ làm sạch tốt hơn, hoặc là mọi người dùng hẳn dầu tẩy trang hoặc là sáp tẩy trang. Cuối cùng là một bạn sữa rửa mặt refreshing. Thật sự đây là một dạng sữa rửa mặt mà cực kỳ refresh. Mỗi lần mà Trinh dùng bạn này thì Trinh có cảm giác nó rất là mát. Nó tạo bọt thì vừa phải thôi, không phải là tạo bọt quá nhiều, cho nên là cái khả năng làm sạch của nó theo như Trinh chỉ ở mức là tầm khoảng 80% thôi, nên là cũng sẽ phù hợp cho những ngày mà mọi người chỉ có makeup nhẹ hoặc là dưỡng da kem chống nắng. Trong thành phần của bạn này thì ngoài những cái thành phần cấp ẩm như là propylene glycol hút ẩm cấp ẩm thì bạn này cũng được đưa vào pro vitamin B5 và vitamin E, là những cái thành phần phục hồi, làm dịu, làm sáng, nuôi dưỡng rất là tốt. Thì vừa rồi là 5 sản phẩm của Simple mà Trinh đã từng sử dụng qua. Trong đó thì Trinh recommend cho mọi người là 4 trên 5 sản phẩm. Thì đây thật sự cũng là một cái tỷ lệ rất là tốt, rất là đáng ca ngợi rồi đúng không? Tụ chung lại với một cái mức giá rất là bình dân, trên dưới 100.000, với cái thành phần rất là nhẹ dịu. Nhiều bạn thì sẽ kêu là nó nhẹ dịu quá, nó simple quá. Nhưng mà da của tụi mình thì cũng chỉ cần những cái thành phần nhẹ dịu simple như thế này thôi. Nhiều khi nó là simply the best đó mọi người. Và đây sẽ là một hãng mỹ phẩm mà Trinh cực kỳ recommend. Đầu tiên là đối với các bạn học sinh, sinh viên nè, vì cái mức giá của nó. Thứ hai là đối với những bạn mà muốn nuôi dưỡng làn da một cách nhẹ nhàng, lành tính. Nó sẽ không phải là những cái sản phẩm nặng đô bổ sung rất là nhiều cái thành phần như là salicylic acid, retinol các kiểu, nhưng mà nó sẽ phục vụ được cái nhu cầu dưỡng da nhẹ dịu hàng ngày của mọi người. Nên là mọi người nhớ check it out nha. Trinh sẽ để hết link bên dưới nơi mà mọi người có thể mua những cái sản phẩm này chính hãng tại Việt Nam. Tới đây thì hy vọng là mọi người đã tìm thấy những cái thông tin hữu ích, và Trinh sẽ hẹn gặp mọi người trong một video gần nhất.